Kính mời quý vị cùng cập nhật tin tức thời sự, những tin tức đáng chú ý trong chương trình thời sự tối nay. Các sở ngành và địa phương phải nghiên cứu, đổi mới phương thức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để phát huy hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Một trong ba địa phương của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thí điểm mô hình dân tin đảng cử. Ba Tơ đã sẵn sàng cho ngày hội bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Xã Phổ Châu đã hoàn tất hồ sơ đề nghị khen thưởng hai ngư dân dũng cảm cứu người đuối nước ở biển Châu Me. Nhiều chiêu lừa đảo cho vay qua app điện thoại, nhiều người đã bị sập bẫy và đến cầu cứu cơ quan chức năng. Sáng nay, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các sở ngành và địa phương phải nghiên cứu đổi mới phương thức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở ban ngành. 4 tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được một số kết quả khả quan. Nổi bật nhất là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 10.651 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ và bằng 43,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 6.687 tỷ đồng, tăng 38% và thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.958 tỷ đồng, tăng 44,5%. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đạt 733 triệu đô la Mỹ, tăng 39%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 tăng 22,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng tăng 16,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại. Du lịch, lữ hành và các dịch vụ tiêu dùng khác tăng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh còn một số hạn chế khó khăn. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, bằng 18,3% kế hoạch vốn đã phân khai. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản gặp nhiều khó khăn. Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến xấu. Toàn tỉnh xảy ra 16 vụ, chết 12 người, bị thương 11 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, so với các nhiệm vụ đã đề ra, vẫn còn một số công việc chậm trễ, chưa đáp ứng yêu cầu. Xét trên tổng thể, thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt cao, nhưng thu tiền sử dụng đất lại quá thấp so với dự toán được giao. Trong đó, các thủ tục để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, cũng như xác định các nghĩa vụ tài chính về đất đai còn chậm. Một khó khăn nữa là thời gian qua, thời tiết diễn biến thất thường gây nhiều khó khăn trong sản xuất của người dân. Chúng ta ảnh hưởng bởi thời tiết trong cái tháng 3 vừa rồi, cho nên là sản xuất cái nông nghiệp của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Điều này nó dẫn đến là cái sản lượng, cái giá trị của ngành nông nghiệp giảm. Điều này là ảnh hưởng trực tiếp đến bà con nông dân của chúng ta. Cho nên là ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phải lưu ý các cái giải pháp để mà hỗ trợ cho bà con nông dân trong cái việc là diễn biến thời tiết bất thường như thế này, để làm sao người nông dân của chúng ta sản xuất có hiệu quả. Chứ người nông dân đã nghèo rồi mà gặp cái thiên tai như thế này thì bà con rất là khổ. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành và các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác trọng tâm quý 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng như các nhiệm vụ phát sinh và những nhiệm vụ mà Trung ương chỉ đạo. Đặc biệt phải chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm. Để phục vụ cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm, yêu cầu thủ trưởng các sở ngành ngay từ bây giờ phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh vào kỳ họp giữa năm, không để bị đặng, không để khi trình thì đến giờ cuối là không đảm bảo về nội dung khi rút, mà rút nội dung có nghĩa là đánh giá đồng chí giám đốc sở đó là năng lực yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện của các ngành địa phương liên quan đến các nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội,
theo nghị quyết số 11 của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo dõi việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khôi phục phát triển sản xuất, chuẩn bị kế hoạch nội dung tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo cuối kỳ quy hoạch tỉnh giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả đảm bảo đúng mục tiêu 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện 3 chương trình này, cần phải nghiên cứu đề xuất những giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện tốt 3 chương trình này, phát huy hiệu quả thiết thực, thì cần rút kinh nghiệm việc tổ chức đầu tư trong những năm vừa qua để rút kinh nghiệm chấn chỉnh. Như các đồng chí đã phát biểu, thật sự là chúng ta đầu tư nhiều cho miền núi, nhưng hiệu quả mang lại thì chưa tương xứng với cái đầu tư của nhà nước bỏ ra. Nói gì thì nói, nhưng quan tâm đến cuộc sống người dân là nhiệm vụ số 1. Đừng để người dân khổ. Cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, đó là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta phải hướng đến. Vì thực tế thu ngân sách của chúng ta rất là cao, đứng đầu khu vực miền Trung trong năm 21. Nhưng người dân của chúng ta thu nhập bình quân đầu người thực tế không phải là như thế. Mà thu nhập bình quân đầu người của người dân rất thấp. Cho nên người dân của chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn. Liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị các sở ngành địa phương liên quan trực tiếp khẩn trương tổ chức thực hiện những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành địa phương mình, đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Y tế và các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai nghị quyết số 38 của Chính phủ về ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh kịp thời hiệu quả. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến giải quyết một số nội dung quan trọng. Dự họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về phương án đấu giá dự án khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi. Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra 3 phương án đấu giá, gồm đấu từng lô nền, đấu giá toàn bộ dự án và đấu giá từng phần. Sau khi nghe các sở ngành phân tích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng cần chọn phương án đấu giá từng phần theo tiến độ dự án. Các sở ngành khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Ban Cán sự Đảng trước ngày 10 tháng 5 năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc điều chỉnh mục tiêu dự án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm trong đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc tiếp nhận sử dụng kinh phí khi nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để cơ quan nhà nước xây dựng các khu tái định cư tại khu kinh tế Dung Quốc. Theo Sở Tài chính, việc ứng trước kinh phí của nhà đầu tư để xây dựng khu tái định cư là phù hợp quy định của pháp luật. Khoản ứng trước này sẽ được khấu trừ cho nhà đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với tỉnh. Sau khi nghe ý kiến của đại diện sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh giao cho Sở Tài chính học tập kinh nghiệm một số địa phương đã áp dụng và tham vấn ý kiến Bộ Tài chính, sau đó hoàn thiện phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi chính thức thực hiện thí điểm. Về hỗ trợ kinh phí cho người dân có gia súc gia cầm bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm gây ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong giai đoạn này là hơn 18 tỷ đồng.
đề xuất phương án tỉnh hỗ trợ 50% và huyện hỗ trợ 50%. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất phương án hỗ trợ theo đề xuất trên của Sở Tài chính. Từ năm 2022 trở đi, trách nhiệm hỗ trợ thuộc ngân sách cấp huyện thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về quy hoạch phòng chống lũ, chỉnh trị sông Trà Khúc, đoạn từ hạ lưu đập Thạch Nham đến cửa đại thuộc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đơn vị tư vấn đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch theo hướng là đồng bộ từ tiêu chuẩn tần suất, phương án nạo vét, chỉnh trị và đảm bảo hành lang tuyến thoát lũ. Mục tiêu đảm bảo mực nước thiết kế, thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, tạo cảnh quan môi trường, xanh, sạch, khang trang cho vùng dọc sông Trà Khúc. Kết luận về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu và có chọn lọc ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Quy hoạch phải đáp ứng với yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thiện đô thị của tỉnh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cư dân khang trang và tạo quỹ đất ven sông Trà. Tỉnh ủy Quảng Ngãi triển khai đề án thí điểm mô hình dân tiên đảng cử tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn. Một số địa phương có bí thư chi bộ được giới thiệu để bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thay cho những trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Tại huyện Ba Tơ, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho ngày cử tri toàn huyện đi bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Thôn Nước Lan, xã Ba Dinh, danh sách cử tri trong thôn đã được niêm yết tại nhà văn hóa thôn để chuẩn bị bầu thôn trưởng nhiệm kỳ 2022-2025. Các hộ dân đi làm ăn nơi xa mới về địa phương cũng được mời họp để phổ biến về nhân sự được giới thiệu bầu trưởng thôn. Cái mô hình rất là phù hợp với lòng dân, có cái khâu chuẩn bị rất là tốt. Ngay sau khi được quán triệt đề án dân tiên đảng cử của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Ba Dinh đã tiến hành rà soát và xây dựng phương án nhân sự. Bước đầu xã Ba Dinh cũng gặp khó khăn vì theo quy định trưởng thôn phải là đảng viên tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Tuy nhiên đến nay công tác nhân sự ở 7 thôn trên địa bàn xã Ba Dinh cũng đã đảm bảo yêu cầu. Tuyên truyền đến các thôn, các hộ dân là đảm bảo. Trên tinh thần đó, địa phương về công tác nhân sự trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 thì đảm bảo đủ điều kiện. Huyện Ba Tơ là một trong ba địa phương của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thí điểm mô hình dân tiên đảng cử. Huyện đã thành lập tổ công tác về địa phương kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua rà soát trên ở 93 chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, những người chưa đủ điều kiện để tái cử trong nhiệm kỳ 2022-2025 đã được các địa phương thay thế nhân sự đảm bảo yêu cầu. Những nhân sự được cử tri tín nhiệm bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ được giới thiệu để đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố để bầu vào cấp ủy, giữ chức phó bí thư chi bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện cái đề án số 07 thì Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ cũng đã ban hành cái kế hoạch số 57 và thành lập một cái tổ công tác để giúp cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện cái đề án 07 trên địa bàn các xã. Huyện Ba Tơ đã sẵn sàng cho ngày hội cử tri toàn huyện đi bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố vào ngày 15 tháng 5 tới. Trưa nay, Thiếu tá Lê Hoàng Thành, trưởng công an xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ cho biết đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng hai ngư dân Phổ Châu dũng cảm cứu người đuối nước. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, anh Nguyễn Ngọc Phó sinh năm 1985 và Trịnh Văn Tây sinh năm 1997 đang phụ bán quán ăn ở bãi biển Châu Me, xã Phổ Châu thì nghe tiếng kêu cứu. Lúc ấy, một người đàn ông bị sóng cuốn ra xa, cách bờ hơn 100 mét và một bé gái ngồi trên tảng đá giữa sóng nước không thể bơi vào bờ. Anh Phó và anh Tây đã dùng thúng chai bơi ra cứu giúp và đưa cả hai vào bờ an toàn. Người đàn ông và bé gái được cứu sống ở tỉnh Gia Lai cùng gia đình đến tham quan bãi biển Châu Me vào dịp nghỉ lễ, tắm và gặp nạn. Ngày thường thì anh Phó và anh Tây giăng lưới đánh bắt hải sản trên vùng biển gần bờ. Vào ngày biến động, hai anh phụ bán quán. Hôm đó khi nghe tiếng kêu cứu, hai anh lập tức đi cứu người. Thưa quý vị, cảnh báo lừa đảo vay tiền qua app. Do cần có các khoản tiền cần thiết trong ngắn hạn,
cấp bách nên nhiều người đã lựa chọn loại hình vay tín chấp với lãi suất cao để thuận tiện hơn trong giao dịch. Tuy nhiên, trên thị trường còn xuất hiện nhiều tổ chức nấp bóng lừa đảo trực tuyến và nhiều người đã bị sập bẫy đến cầu cứu cơ quan chức năng. Cuối tháng 4, một người đàn ông quê ở huyện Mộ Đức đã cài đặt app vay tiền online Nghi Sơn và đăng ký vay 20 triệu đồng. Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu người đàn ông này chuyển trước số tiền 5 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi chuyển tiền, thì kẻ lừa đảo đã đưa ra các lý do như là lỗi hệ thống, sai cú pháp và nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của mình để được giải ngân khoản vay với tổng số tiền là 25 triệu đồng. Ngày 5 tháng 4 đến vừa rồi là tôi có lướt mạng xã hội, có bộ đường link của con cố là vay tiền online trên mạng á, là tôi có bộ vay đó 20 triệu. Sau là nhân viên hướng dẫn tôi là bộ app vay Nghi Sơn, là app credit á. Tôi vay 20 triệu nhưng mà sau đó là bắt đầu tôi đưa số tài khoản cung cấp giấy tờ tùy thân của tôi cho bên đó, xong rồi là bên nhóm đó là yêu cầu tôi là bị bố xê số tài khoản của tôi. Tôi phải đóng 5 triệu vào lần một là 5 triệu á, vào để khắc phục sự cố. Bắt đầu vẫn chưa được, lần thứ hai yêu cầu tôi bác đóng 5 triệu nữa để khắc phục nữa, vẫn không được luôn, là 10 triệu rồi. Bắt đầu đóng thêm lần ba là 15 triệu. 15 triệu nữa là để vào hoàn tiền đã để giải ngân cho tôi, cuối cùng là cũng không được luôn. Là tổng số tiền họ chiếm đoạt của tôi á, sau đó họ cắt đường dây liên lạc hết mà, chiếm đoạt của tôi là hơn 15 triệu. Một trường hợp khác, cách đây ít ngày, đang có nhu cầu vay tiền, một phụ nữ cũng quê ở huyện Mộ Đức đã tải và truy cập vào app vay tiếng Việt để đặt vấn đề vay số tiền 200 triệu đồng. Với lý do lỗi hệ thống không rút được tiền, kẻ lừa đảo đã dụ dỗ người phụ nữ này hai lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền 40 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Tôi vô app vay tiếng Việt để vay 200 triệu thì có đối tượng yêu cầu tôi nộp vào tài khoản bên đó 20 triệu vì lý do tôi bị sơ suất tài khoản ngân hàng để rút tiền. Sau đó bị một số lý do tiếp tục để tôi chuyển thêm 20 triệu nữa. Đã có rất nhiều người vay tiền thông qua ứng dụng trên điện thoại bị các kẻ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Thực tế khi sự việc vỡ lở, nhiều người vì xấu hổ, sợ gia đình, người thân, bạn bè biết bị lừa nên không trình báo cơ quan chức năng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các ứng dụng vay tiền trên điện thoại mà chúng ta quen gọi là app vay tiền, đây là một thủ đoạn cũng không mới. Tội phạm dùng cái ứng dụng công nghệ cao dẫn dắt người vay, và khi đã tích lũy được số tiền do người vay đóng vào tài khoản thì nhanh chóng rút tiền ra khỏi tài khoản rất là tinh vi. Nếu gặp khó khăn về vấn đề tài chính, có nhu cầu vay tiền, người dân nên đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng được nhà nước cho phép hoạt động để được tư vấn cụ thể, tránh cạm bẫy cho vay trên mạng. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.